Hồ Ngọc Hà mê kiểu giày giúp cô cao gần 1,9m, dù cao hơn 1,7m, Hồ Ngọc Hà vẫn chuộng những đôi giày với phần đế giày cột ăn gian chiều cao của Gucci. Trên đường phố Milan, Hồ Ngọc Hà diện phong cách thu đông sang chảnh với cây đồ dệt kim của Gucci. Bộ trang phục tông xám được bà mẹ ba con phối cùng giày cao gót màu đỏ nổi bật, một trong những tông màu được nhà mốt Italy lăng xê nhiệt tình mùa lạnh năm nay. Đôi giày loafer với phần đế platform vững chãi, đóng logo khóa y ngựa Horse Beat đặc trưng của Gucci cũng được Hồ Ngọc Hà diện đến buổi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2025 của hãng tại Milan Fashion Week. Trong các hoạt động gần đây, bà xã Kim Lý đều ưu ái thiết kế ăn gian chiều cao này. Với phần đế 15cm, đôi giày giúp Hồ Ngọc Hà tăng chiều cao từ 1,72m lên đến gần 1,9m, thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu đông 2024 của Gucci, giá niêm yết $1,500, khoảng 37 triệu đồng. Giày là sự kết hợp giữa các kiểu dáng loafer, slingback và đế platform, mang đến sự hiện đại và mới mẻ. Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng lăng xê nhiệt tình một đôi loafer cục gạch khác của Gucci. Thiết kế Horse Beat platform loafer được giới thiệu trong buổi trình diễn thời trang Gucci Ancora, đánh dấu sự ra mắt của giám đốc sáng tạo Sabato Yesano và tầm nhìn của ông trong việc kết hợp đôi giày lười mang tính biểu tượng của Gucci cùng phong cách hiện đại. Hồ Ngọc Hà liên tục sử dụng đôi giày giúp cô tăng 10cm chiều cao trong các sự kiện, buổi diễn thời trang, chụp hình hay dạo phố hàng ngày. Thiết kế còn được bà mẹ ba con diện khi đi biển, giúp cô tôn đôi chân dài. Mẫu loafer đế độn được chế tác từ vải bạc Origio JJ với màu be và gỗ mun, hoàn thiện bằng logo khóa Horse Beat tông màu bạc. Trên website hãng, giày được yết giá $1,350, hơn 33 triệu đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.